Hôm nhóm của Bạch Lan sẽ review tới tập 171 của bộ truyện Thiên Khải Bại Gia. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tập trước kể tới đoạn Tất Cương đã hú hồn khi biết Kim Luân Đại Đế là cường giả phi thăng. Sau một lúc hú hồn đã đời, ông cũng dần lấy lại bình tĩnh mà cảm thán, không ngờ thằng báo lại chơi lớn tới như vậy, đi tiễn phi thăng đại lão làm tạp dịch. Nhưng qua việc này có thể thấy được thằng báo không xem trọng thực lực, thứ nó xem trọng chính là duyên phận. Nếu như vậy thì mai cho ta quá rồi, chứ dựa vào thực lực để kiếm cơm là chết mẹ ta rồi. Cảm thán xong, ông liền muốn đi tới chỗ Tiêu Trần để ăn xin chút đỉnh, vì ổng thừa biết ở tông môn này chỉ có ăn xin mới là ngành nghề chân chính khi tức cương biệt tích giang hồ thì kim luân đã cay ra mặt cái mồ tổ cha nó thật chứ ta đường đường là đại đế vậy mà bị một con gà đỗ kiếp cảnh coi thường rồi nhưng môn phái này quá đổi kỳ lạ và người trong tông môn càng bất thường hơn nữa rõ ràng ta là một siêu cấp đại lão thân phận cao quý vì lẽ gì lại không cho ta nói ra hả và cũng vì quá tức nên kim luân cũng đành quét lá đa cho qua ngày đoạn tháng và sau một lúc quét dọn như điên ông cũng quét dọn tới chỗ đại điện tông môn nơi lạc thiên tuyết đang cư trú bây giờ ông ta thấy cô nàng đang tu luyện ở trong một cái pháp trận và khi nhận biết được pháp trận này thì ổng cũng đưa đưa không thôi đây rõ ràng là vô cực huyền linh trận mà còn công pháp mà cô ta đang tu hành chính là vô cực huyền thanh công vì lẽ gì cô ta lại biết những thứ chỉ thuộc về thượng giới thế này hả chẳng lẽ công pháp và trận pháp hiện giờ cũng bị lạm phát tới vậy luôn à và sau một lúc suy nghĩ đã đời thì ông đã đưa ra kết luận cô tông chủ này chính là thánh nữ truyền sinh của vô cực thánh địa vì theo như ông ta biết thì vô cực huyền thanh công là công pháp chỉ có thánh chủ và người kế nhiệm vô cực thánh địa mới có thể tu luyện mà thôi nếu đúng như vậy thì ta phải tranh thủ kéo mối quan hệ mới được vì dù sao cũng là người thượng giới giống nhau có điều ổng vừa nghĩ tới đây thì bất ngờ báo ca xuất hiện mà chém gió sư tôn à ta muốn dẫn vô phong sư đệ ra ngoài lịch luyện ngài thấy sao hả lúc nghe được lời này thì kim luân đại đế đã vô cùng khoái chí cuối cùng thằng trời đánh đó cũng đi phật rồi chứ nó ở nhà cứ làm ta ưu tim mãi nó đi thì ta khỏe rồi chỉ tội cho nơi mà nó sắp đi tới đó thôi vì nó đi tới đâu là giang hồ loạn tới đó cùng lúc ấy thằng đệ cũng không ngừng cảm thán sư huynh à ra ra gọi ta về thiên đan thành để bay lắc vì lẽ gì huynh lại còn hào hứng hơn ta nữa vậy hả he he ta không có hào hứng đâu nha lần này là ta bất đắc dĩ mới phải đi tới nói với gia gia đệ một tiếng vì dù sao ta cũng đã đưa đệ vào con đường tội lỗi không phải vì ta biến đệ thành đầu bếp thì còn lâu ta mới đến nó lúc báo ca vừa chém tới đây thì lạc thiên tuyết đã cay cú mà căn dặn mày muốn đi đâu thì đi nhưng bà có một điều phải căn dặn trước đi bao nhiêu người thì về cũng chỉ bấy nhiêu thôi nhé mày mà còn đem thêm người về nữa bà chém cho chết mẹ báo ca thấy nóc nhà mình coi bộ căng quá thì cậu ta cũng vội vàng hứa hẹn tuyệt đối con sẽ không đưa thêm ai về nữa đâu. Chỉ là trước khi đi, con muốn đem theo tiểu huyết nhé. Nói xong thì bọn họ cũng biệt tích giang hồ. Lúc nghe thấy lời này thì Lạc Thiên Tuyết cũng chỉ có thể cầu mong sao anh ba thực hiện đúng lời hứa. Một lúc sau nhóm người của báo ca đã ngồi lên cái hồ lô mà bay xé gió. He he, sư huynh đối xử với đệ thật là tốt quá đi mà. Không chỉ đưa đệ đi phượt mà còn mượn bảo bối của Tiêu Trần trưởng lão giúp đệ nữa chứ. Người tốt như huynh thì dù thỏ bảy màu có tới cũng không thể nào tốt bằng huynh được á. Báo ca nghe vậy thì cũng kêu thằng đệ đừng có khách sáo vì dù sao chúng ta cũng là huynh đệ với nhau mà tuy ngoài miệng thì ổng chém vậy thôi chứ nguyên nhân thật sự khiến cho báo ca đi xa là vì nhiệm vụ của hệ thống bây giờ cậu ta cũng nhớ lại cách đây không lâu hệ thống đã hiện lên thông báo túc chủ có nhiệm vụ mới là tiến về thiên đan thành tham gia luyện đan đại hội chỉ cần đăng ký tham dự liền coi như nhiệm vụ thành công khen thưởng 100 vạn điểm bại ra và nếu nhiệm vụ thất bại thì không bị trừng phạt u là trời cái hệ thống gì đâu mà nó quá trời tốt nếu như có cuộc bình chọn hệ thống tốt nhất thì bạch lang sẽ bỏ một phiếu cho hệ thống bại ra thần hàng nhé sau một lúc bay xé gió thì bọn họ cũng đã sắp tới thiên đan thành rồi tiểu huyết biết được điều này thì vô cùng vui vẻ rồi kêu chủ nhân của mình chuẩn bị cho mọi người hú hồn thôi nào lúc nghe được lời đó thì báo ca cũng nhất trí với nó luôn lời của báo ca vừa dứt thì tòa thành cũng đã xuất hiện trước mặt bọn họ đây chính là thiên đan thành đó sao và tòa tháp trước mắt chẳng lẽ là thiên đan các à nghe hỏi thì thằng đệ cũng không biết trả lời thế nào vì từ trước tới nay cậu ta cũng chưa bao giờ đi tới thiên đan thành lần nào cả và khi thấy thằng đệ cái giống gì nó cũng không biết thì báo ca liền nhảy xuống khỏi hồ lô để tự mình tìm hiểu như trước khi đi báo ca cũng không quên nhắn nhủ thằng để cứ đi tìm Gia Gia trước đi lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhé nói xong thì báo ca liền kéo tiểu huyết đi theo mình vào thiên đan các một chuyến một phút 30 giây sau bọn họ đã đi tới trước cửa thiên đan các lúc bước vào thì báo ca đã không ngừng hô to mọi người ở trong tháp nghe đây ta muốn báo danh thi luyện đan đại hội thì cần làm gì hả và khi nghe được lời đó thì quan khảo hạch liền bước ra giải thích nếu tiểu hữu muốn tham gia luyện đan thì trước tiên cần vượt qua vòng khảo hạch sơ cấp cái đã báo ca nghe được lời này thì cũng đổ mồ hôi hột cái cơ mơ nó thật chứ ta có biết luyện đang khỉ gì đâu mà khảo với trả hạch và khi thấy bộ mặt như táo bón của báo ca thì quan khảo hạch cũng vui vẻ mà trấn an cậu không cần phải căng thẳng đâu ngày bình thường cậu làm thế nào thì cứ làm lại y chang thế đó là được nói xong Ông liền kêu báo ca bay vào thể hiện luôn đi nào lúc ông ta vừa nói tới đây thì hệ thống đã xuất hiện và thông báo nhiệm vụ mới nếu túc chủ dùng linh thảo do hệ thống cung cấp để tiến hành khảo hạch thì sẽ được khen thưởng 5 vạn điểm bài ra không biết túc chủ có muốn hay không hả ồ hệ thống ngươi đúng là quá dễ dãi đi mà vừa cung cấp nguyên liệu lại vừa khen thưởng xem ra ngươi muốn khích lệ ta luyện đan chứ gì nếu đã thế thì ta đành luyện ra vài viên tiên đan cho ngươi vui vậy và khi có quyết định này thì báo ca liền lên tiếng tiền bối à không biết ta có thể sử dụng lô đỉnh của mình được không chứ lô đỉnh ban tổ chức cung cấp cùi bắp quá ta xài không được quan chủ khảo nghe được lời này thì cũng không biết phải nói gì đây nữa và khi thấy ông không trả lời thì báo ca đã kêu tiểu huyết lấy lô đỉnh của ta ra đi chứ còn chần chừ gì nữa tiểu huyết nghe được lời báo ca nói thì nó cũng miễn cưỡng mà lấy cái thiên cấp lô đỉnh ra cho báo ca sử dụng khi thấy được hành động của bọn họ thì quan khảo hạch cũng thầm cảm thán cái thằng trẻ trâu trước mặt này hẳn là đệ tử của một vị luyện đan sư cao cấp rồi chứ không thôi làm sao có thể khiến cho một yêu thú độ kiếp cảnh trải qua hai đạo thiên kiếp làm tùy tùng được cơ chứ trong lúc ổng còn đang cảm thán thì tiểu huyết đã không ngừng chém gió đỉnh à đỉnh mày cố chịu đựng một chút nha chủ nhân làm nhanh lắm không có sao đâu nghe được lời này thì quan khảo hạch cũng thầm cảm thán con nhỏ này đang nói cái gì vậy trời không lẽ nó đang nói chuyện với cái đỉnh hay sao và quan trọng hơn hết là vì sao trên cái đỉnh lại có vết chảy xước vậy này khi ông ta vừa nghĩ tới đây thì bé phệ huyết đã không thể nào kiềm chế được nữa rồi không ngừng năn nỉ chủ nhân à ngài có thể đừng dùng cái đỉnh của ta để luyện đan được không vì nếu lấy nó luyện đan thì ta cảm thấy nó sẽ bị bẩn chủ nhân nên biết rằng ai đời lại dùng thiên cấp lô đỉnh để luyện đan cơ chứ thấy tiểu huyết cố chấp tới vậy thì báo ca cũng liền lôi cô nàng ra rồi không quên nhắc nhở do ta không có đỉnh để luyện đan nên mượn cái đỉnh của ngươi dùng đỡ làm cái gì mà căng hả hu hu chủ nhân có cửu long phần thiên đỉnh mà sao không dùng cái đó để luyện đan đi he he ngươi thì biết cái gì một thứ cao cấp như cửu long phần thiên đỉnh thì làm sao có thể lấy để luyện đan dược cùi bắp được chứ nó là phải dùng để nướng thịt nha và khi nghe tới đây thì tiểu huyết đã khóc hết nước mắt đỉnh ơi ta có lỗi với ngươi ngươi hãy cố gắng một chút nhé và dường như hiểu được lời của tiểu huyết nên cái đỉnh cũng khóc theo lúc trông thấy được cảnh này thì quan khảo hạch cũng không thể nào chịu nổi cái cờ mờ bọn này thật chứ lời đó là lời con người có thể nói ra được hay sao các ngươi nên biết rằng thiên cấp lô đỉnh không phải để chơi như vậy nhé nhưng vì ông biết đây là dân có máu mặt nên cũng không thể nào nói được họ nên chỉ đành coi thử kỹ thuật luyện đan của báo ca siêu việt tới cỡ nào lúc có suy nghĩ này ổng liền đi tới đánh trên để bắt đầu cho cuộc khảo hạch và khi tiếng trên vừa vang lên thì báo ca liền đổ nước vào trong cái đỉnh rồi sau đó liền đổ hết dược thảo vào vị giám khảo thấy được điều này thì cũng đổ mồ hôi hột ê thằng quỷ chùa đây là luyện đan không phải nấu canh chua nhé nếu theo quy trình thì ngươi đâu có được đổ nước và chỉ sử dụng một phần ba hỏa linh thảo cho vào mà thôi vì sao ngươi lại cho hết vào luôn vậy hả khi thấy lời nhắc nhở của mình báo méo thèm nghe ổng liền nghĩ biết đâu đây là cách luyện đan mới thế là ổng đã kêu báo ca tiếp tục bước thứ hai đi nào khi lời đó vừa dứt thì báo ca đã gọi ra thanh liên địa tâm hỏa để luyện cho nó nhanh người khảo thí thấy được cảnh này thì cũng hú hồn chim én và liền kêu cậu ta dừng lại nhưng rất tiếc mọi việc đã muộn màng vậy là chuyện gì đến cũng đã đến một phút 30 giây sau đã có một vụ nổ vang trời và quan khảo thí cũng bay biệt tích khi thấy ông ấy đo đất thì hệ thống cũng hiện lên thông báo chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tiến nhận được 500.000 điểm bại gia sau đó nó cũng nhắc nhở thêm nhiệm vụ này có thể được lặp đi lặp lại vô hạn cho đến khi quan khảo thí công bố kết quả thì mới hết. Báo ca nghe vậy thì vô cùng vui mừng rồi liền muốn tiếp tục chơi thêm phát nữa. Tiền bối à, lúc nãy vì hồi hộp quá nên ta có chút bất cẩn. Nên lần này ta muốn làm lại, ngài thấy sao hả? Với cái lời đề nghị này thì ổng cũng liền chấp nhận. Nhưng trước khi báo ca bắt đầu thì ổng cũng không quên nhắc nhở, lần này ngươi phải nghiêm túc đó nha. Và quan trọng là đừng cho tạch lô nữa, chứ tạch lô kiểu này hoài thì ngươi sẽ nổi tiếng giống như anh Bạch Thuần ca luôn đó. Trên hết là ngươi nên biết cái đỉnh và linh thảo mà ngươi sử dụng đều là bảo vật hiếm có, nên càng phải thận trọng hơn nữa nhé nhưng khi lời ông vừa dứt thì báo ca lại tiếp tục màn hai cảnh một rồi ồ ạt đổ linh thảo vào trong lô đỉnh như điên tới bây giờ ông mới biết thế nào được gọi là đàn gãy tay châu chính hiệu cảm thán xong lời đó thì ông cũng biết số phận của mình sắp sửa như thế nào rồi nên cũng đành thở dài một cái để chuẩn bị ăn thêm phát nữa và khi ông thở dài vừa xong thì cái lô đỉnh lại nổ vang trời khi vụ nổ vừa dứt thì báo ca lại đi tới để xin quan khảo thí cho mình thêm cơ hội vì lúc nãy cậu ta nhìn thấy đĩa bay nên không tập trung được mong ngài chấp nhận với cái yêu cầu này thì người khảo thí đã cay méo thể nào chịu nổi thế là ông liền quyết định cho báo ca vượt qua vòng khảo thí chứ mày còn luyện một hồi nữa chắc tao đoàn tụ với ông bà sớm quá nhưng dù ông có nói tới vậy thì báo ca vẫn muốn xin cho mình luyện thêm lần nữa vì cậu ta tin rằng lần này nhất định luyện thành công nghe được cái yêu cầu đó thì quan khảo thí liền quyết định bút ngựa chi phong vì ông đã thừa hiểu cái năng lực thần sầu của báo ca nên ông không muốn giao chứng cho ác thêm lần nào nữa nói rồi ông liền kêu báo ca hãy về chuẩn bị để ngày mai tham gia vào cuộc luyện đan chính thức đi bye bye không hẹn ngày gặp lại nhé lúc ông ta rời đi thì báo ca cũng thầm cảm thán ta thật là xui xẻo quá đi mà, mới kiếm được có một triệu điểm mà ổng đã trốn đi biệt tích. Phải ổng còn ở lại đây một tí nữa thì rất có thể ta sẽ được phá tới độ kiếp kỳ cũng không chừng. Trong lúc báo ca còn đang cảm thán thì Tiểu Huyết đã chạy tới ôm cái đỉnh của mình mà khóc như điên, "A à hu hu, Định à, ta có lỗi với người. Mong ngươi sớm khôn thác thiên nhá." Nghe được lời động viên của Tiểu Huyết thì cái đỉnh cũng cảm động mà rơi nước mắt. Bây giờ đây, ở chỗ Lãnh Vô Phong, cậu ta đã lấy ra một cái thiên cấp lô đỉnh và tiến hành chém gió, "Ra ra, đây là thiên cấp lô đỉnh của ta đó, ngài thấy có gây chưa?" khi thấy thằng cháu của mình lấy ra cái thiên cấp lô đỉnh thì ổng cũng bất ngờ lắm nhưng vẫn hỏi lại ngươi có thể cho ta hỏi tại sao ở trong này lại có nước hay không hả nghe được câu hỏi này thì lãnh vô phong cũng vui vẻ mà đáp trước đây do con dùng cái đỉnh để nuôi cá sấu nên bây giờ còn nước là bình thường thôi mà ra ra đừng có bận tâm nhé ông của lãnh vô phong nghe được lời này thì cũng hết nước chấm với thằng cháu rồi sau đó ổng cũng liền hỏi lại coi mình nghe có lầm hay không chứ lời này đâu phải lời mà con người có thể nói được